Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Nam Phong, viết tắt là Công ty Nam Phong. Theo đó, Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đồng thời khởi tố đối với Trương Thị Bảo Trân, nhân viên Bệnh viện Thủ Đức về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bà Trân được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh, thu thập tài liệu liên quan. Bước đầu xác định trong năm 2021, Bệnh viện Thủ Đức có mua kit test PCR do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết kế, Xây dựng và Dịch vụ Nam Phong. Theo đó, điều tra ban đầu xác định từ tháng 2021 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền là 33.805.342.500 đồng. Đơn giá 470.000 đồng đến 509.250 đồng một kit. Việc này được thực hiện theo một gói thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh và 37 gói thầu với hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn. Việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit test thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á, mục đích thực tế là để nâng giá trước khi bán vào Bệnh viện Thủ Đức. Công ty Nam Phong được chiết khấu từ 30 đến 40%. Tương đương 10.855.963.500 đồng. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về philo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.